Thực dưỡng đó là việc áp dụng cái nguyên lý âm dương vào trong cách lựa chọn thực phẩm, trong cách nấu nướng, trong cách ăn uống, làm sao cho đúng cách để cơ thể quân bình và chữa lành bệnh tật. Nếu chúng ta áp dụng được tốt cái nguyên lý âm dương này, thì không những chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, mà chúng ta còn luôn luôn cảm thấy may mắn, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. xin chào các bạn chúng ta đang sống ở trong một môi trường hiện đại và với sự phát triển rất là mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và cái sự tiến hóa của con người liên tiếp đạt được những thành tựu và tầm cao mới tuy nhiên kèm theo nó là sự xuất hiện của rất nhiều những cái dạng bệnh tật mà điển hình là trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã phải trải qua một số những đại dịch mà trong y học thì chưa từng gặp những cái bệnh đó bao giờ. Điều thứ hai là trong cái bối cảnh kinh tế hiện nay, thì chúng ta vẫn phải làm thế nào đó để đảm bảo được công việc và đảm bảo được sức khỏe của mình. Ví dụ như là rất nhiều bạn làm công chức, bạn ấy vẫn phải có những cái cuộc tiếp khách và vẫn phải đảm bảo cái sức khỏe cho bản thân, cho gia đình mình. Thế thì trước đây ấy, thì chúng ta đã nghe đến một cái khái niệm là thực dưỡng ăn uống theo chế độ thực dưỡng và cái người khởi xướng của phương pháp thực dưỡng đó rất nổi tiếng đó là ngài George Osawa tuy nhiên là trước cái thời điểm đó ở hy lạp người ta cũng đã xuất hiện một cái học thuyết đó là macrobiotic để chỉ một cái phép ăn uống tự nhiên để kéo dài tuổi xuân và đến năm 1930 với sự trải nghiệm và lĩnh hội những cái điều tốt đẹp đó thì ông đã đưa ra cho thế giới một cái phương pháp đó là phương pháp dưỡng sinh Osawa. Và đến năm 1960 và 1970 thì các học trò của ngài George Osawa khi ông mất đi thì đã tiếp tục truyền bá cái phương pháp thực dưỡng này ra rất là nhiều nơi tại châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Châu Phi thì cũng có nhưng mà nó sẽ không mạnh bằng các cái châu lục khác. Ngày hôm nay với sự tiến hóa của xã hội thì thực dưỡng nó sẽ không còn đơn thuần là thực dưỡng cổ điển nữa mà hiện tại ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phương pháp là thực dưỡng hiện đại. Ở Việt Nam thì thực dưỡng cũng rất là phát triển đặc biệt là từ năm 2010, 2011 trở đi và hiện tại có rất nhiều hội nhóm người ta vẫn nói chuyện với nhau và người ta trao cho nhau những kinh nghiệm, những cái thực phẩm tốt để phục vụ cho cái việc là chữa lành bệnh tật và kéo dài cái tuổi thanh xuân. Vậy thì nguyên lý của thực dưỡng người ta xuất phát từ nguyên lý nào? thì Thực dưỡng người ta xuất phát từ nguyên lý âm dương. Trước đây thì sự hình thành của trái đất là đến từ sự vô cực. Và từ sự vô cực đó thì dẫn đến sự phân cực. Cho nên cái nguyên lý của âm dương trước đây thì người ta chỉ nhắc đến cái việc là sự đối lập với nhau. Ví dụ như là nóng và lạnh thì người ta quy định rằng là nóng đó là thuộc tính dương, lạnh là thuộc tính âm. Thế từ cái nguyên lý đó thì bắt đầu người ta mới phát triển ra đó là mùa đông lạnh thì là có hành khí là âm mùa hạ nóng thì có hành khí là dương hoặc là khi mà người ta phân biệt ngày với đêm ban ngày thì ấm hơn cho nên là ban ngày thuộc tính dương nhiều hơn ban đêm trời lạnh cho nên là ban đêm là thuộc tính âm thế thì kể cả phương hướng cũng vậy phương bắc thì bao giờ cũng lạnh, bắc cực rất là lạnh, nên là ở đó là thuộc tính âm. ở phía nam thì ấm hơn, cho nên là dương tính nhiều hơn. một điều nữa là về giới tính thì nam giới là thuộc tính dương, nữ giới là thuộc tính âm. thế thì lý giải thêm cho các bạn điều này một chút. Ý. nữ giới thì là giống cái có khả năng sinh sản, thì người ta nói rằng là tuy một mà hai cho nên là thuộc cái số là số chẵn và người ta quy định số chẵn đó là số âm nam giới là giống đực không có khả năng sinh nở cho nên là nam giới là thuộc số lẻ và thuộc tính đó là dương vậy thì từ cái nguyên lý đó thì người ta mới áp dụng cái nguyên lý âm dương vào trong ăn uống để chữa bệnh như thế nào thì mọi bệnh tật đều nảy sinh từ việc mất cân bằng các yếu tố âm dương và một cái học thuyết nữa đó là vạn bệnh đến từ miệng tức là mọi thứ chúng ta ăn vào nó sẽ quyết định những thứ bệnh tật của chúng ta. Thế thì dựa vào cái việc là cái cơ thể của một người nào đó thì chúng ta nhìn vào họ, chúng ta cảm quan và chúng ta bản thân chúng ta tự cảm nhận cơ thể của mình để chúng ta biết được rằng là cơ thể hiện tại là đang âm hay là đang dương thì chúng ta sẽ lựa chọn được những cái thực phẩm nó phù hợp để cân bằng các yếu tố âm dương như vậy. Ví dụ như là chúng ta dựa vào hình dáng, chúng ta dựa vào tính cách, chúng ta dựa vào giọng nói hay là rất đơn giản thôi là chúng ta dựa vào cái nước tiểu hoặc là phân để chúng ta cũng đoán được là cơ thể của chúng ta đang âm hay là đang dương. Thì cái điều này thì mình sẽ lý giải trong bài tiếp theo mình có ví dụ cho các bạn một chút đó là dựa vào cái màu sắc của nước tiểu ví dụ như là nước tiểu màu vàng thì cái cơ thể của chúng ta có cái sự dương hóa nhiều hơn nước tiểu màu trắng thì cơ thể chúng ta đang bị âm hóa hoặc là dựa vào phân thì phân mà tạo thành khuôn mà có màu vàng có độ dài tầm khoảng một gang tay thì là cái cơ thể của chúng ta nó là đang quân bình nhưng nếu mà phân mà chúng ta bị táo bón chẳng hạn phân nó có màu màu đỏ hoặc là phân của chúng ta cứng như vậy là trong những cái hôm trước hoặc là cái cơ thể của chúng ta đã ăn quá nhiều những thực phẩm dương còn phân của chúng ta ấy, nếu mà chúng ta bị đi lỏng hoặc là không thành khuôn hoặc là có những màu nhợt nhạt như màu xanh hoặc là màu đen thì cơ thể chúng ta đã bị âm hóa quá nặng và chúng ta cần phải điều chỉnh. Thế từ những cái đặc điểm đó thì người ta mới lựa chọn thực phẩm, lựa chọn cách nấu nướng và lựa chọn cách ăn uống làm sao cho hợp lý. Và về sau này thì cái nguyên lý âm dương ấy thì nó không chỉ đơn giản nó giới hạn từ sự phân cực nữa, nó không phải là đơn giản giới hạn là cái mặt đối lập nữa. Ví dụ như nóng lạnh này, ngày đêm, nam hay nữ Đấy, mặn hay là nhạt mà người ta sẽ đưa ra những nguyên lý nó tương đối hơn ví dụ như là cái thực phẩm A nó dương hơn thực phẩm B nhưng thực phẩm B thì nó không phải là thực phẩm âm mà nó sẽ dương hơn một cái thực phẩm C nào đó chẳng hạn như vậy thế thì một cái ví dụ cho các bạn dễ hình dung về tính cách con người những người trầm tính hiền lành chậm chạp dễ buồn ngủ mắt to có nhiệt độ thân nhiệt cơ thể thấp thì thường những người đó là có thuộc tính là âm còn những người nóng tính nói nhiều đi lại nhanh nhẹn không dễ buồn ngủ mắt hít nhiệt độ cơ thể cao đó chính là những người mà có thuộc tính là dương thì từ những cái đó cơ thể của người đó chúng ta nhìn sơ qua thôi hình dáng cách cử chỉ cách ăn nó cách ăn uống của họ là chúng ta đã biết được rằng là cơ thể người đó đang bị dương hóa hay âm hóa và những cái bệnh tật mà người đó có thể bị sinh ra sau này cái thứ hai là trong cơ thể con người được chia ra làm lục phủ và ngũ tạng lục phủ là những cơ quan mà bế bên trong rỗng chứa nhiều nước cho nên là đặc tính là âm như là dạ dày, bàng quang, ruột non, ruột già chứ ngũ tạng là những cơ quan có tính đặc như là gan thận phổi tim lá lách và nó có thuộc tính là dương về thời tiết thì là ngày mưa thì sẽ có tính chất âm ngày nắng thì sẽ có tính chất là dương về màu sắc màu đỏ mang tính nóng sẽ dương hơn là màu trắng màu trắng thì lại dương tính hơn là màu đen về vị thì chúng ta sẽ xếp theo thứ tự từ âm tới dương là gì? Về âm nhất đó là vị cay, sau đó là đến vị chua, đến ngọt, đến mặn và cuối cùng là đến chát. Tức là cái vị chát đó là vị có tính dương nhất trong những cái vị mà chúng ta thường ăn vào hàng ngày. Ví dụ như là ăn những quả như quả sung vừa đặc bên trong vừa có vị chát thì những cái quả như vậy đó là những quả mang tính chất là dương tính hoặc là những trái như là trái ớt, ớt càng cay thì cái độ âm tính nó lại càng cao về phương hướng ấy từ bên trong ra ấy, thì là nó sẽ âm dần ví dụ như là trong cơ thể chúng ta ấy, thì xương là vừa mang tính đặc vừa cứng và ở bên trong cùng nhất cho nên là xương là bộ phận trong cơ thể mà mang tính dương nhất. Da thì ở bên ngoài, cho nên là da là mang tính âm. Thế tại sao mà chúng ta thường ăn những cái loại cao được nấu từ động vật? Vì là cao là được chế xuất từ cái bộ phận mà dương hóa nhất trong cơ thể của động vật cho nên là những người mà âm những người bị hàn khí trong cơ thể những người bị đau mỏi xương khớp những người hay đau đầu là những người có tính âm thì khi mà ăn cái loại cao đó người ta được bổ sung cái phần dương hóa trong cơ thể làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn và ứng dụng âm dương trong thực phẩm thì nó sẽ như thế nào thế những cái thực phẩm mà ở trên mặt đất tức là chúng ta nói về phương hướng đó từ trong lòng đất trở ra thì những cái thực phẩm mà mọc ở phía trong lòng đất thì sẽ dương hóa hơn thực phẩm ở phía trên mặt đất. Ví dụ như những dạng loại củ như củ khoai, củ sắn, củ mài, củ rong thì sẽ dương hóa hơn những cái quả như quả bí, quả bầu, quả dưa chuột ở trên mặt đất. Xét về phía mặt trên mặt đất thì nó sẽ có hai thứ. Thứ nhất những cái thực vật mà mọc thẳng lên thì nó sẽ âm hóa hơn, tức là có tính âm hơn so với những thực phẩm mọc ngang. Mình ví dụ như là như loại rau như là rau muống, rau cải mọc thẳng, âm hơn so với loại rau mọc ngang như là rau má, rau bí. Ở phía dưới mặt đất thì lại ngược lại. Những cái củ mà đâm thẳng xuống đất thì sẽ dương hóa hơn so với những củ mà đâm ngang ở trong lòng đất ta ví dụ như cái mà chúng ta nhìn thấy đó là gì củ ở miền nam nó gọi là củ mì khoai mì còn ở miền bắc nó gọi là củ sắn thì nó đâm ngang ở trong lòng đất thì nó sẽ âm hóa hơn tức là cái cái sự dương nó kém hơn so với cái thực phẩm là củ mài hay là củ rong thế chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp âm dương này để chúng ta biết được rằng là cái thực phẩm nào chúng ta ăn vào nó sẽ dương hơn so với thực phẩm khác. Mình ví dụ thế này là chúng ta so sánh giữa quả cà chua và quả táo chẳng hạn. Thế quả cà chua nó có đặc tính là nó có màu đỏ thì nó sẽ dương hóa hơn, tức là về màu sắc nó sẽ dương hơn so với quả táo là bên trong nó có màu màu vàng vàng hoặc màu, màu trắng. Thế nhưng mà quả cà chua lại chứa nhiều nước và có vị chua bên trong nó lại rỗng hơn còn quả táo là gì mặc dù là cái màu sắc nó không dương hóa hơn thế nhưng nó là tính là đặc chứa ít nước và vị ngọt thì nó lại bớt âm hơn so với vị chua cho nên là xét với giữa quả cà chua và quả táo thì quả cà chua thì nó sẽ âm hơn so với quả táo Đấy, hoặc là chúng ta so sánh quả ớt cũng vậy ớt thì chúng ta thường là ăn quả ớt có màu đỏ màu đỏ là có đặc tính dương tuy nhiên là xét về vị thì ớt nó có vị cay và đó là cái vị mà âm nhất trong ngũ vị nếu chúng ta ăn nhiều ớt ăn ít không sao nhưng chúng ta ăn nhiều chúng ta sẽ thấy cơ thể tương đối là mệt mỏi và uể oải xét về cái dạng thức ăn chúng ta đưa vào cơ thể thì thức ăn có nguồn gốc từ thực vật thì có đặc tính là âm hơn so với những thức ăn có nguồn gốc từ động vật hay là hải sản. Ví dụ như các loại rau thì có đặc tính là âm hơn so với tôm, cua, ghẹ từ biển. Từ cái sự phân biệt đó, chúng ta cảm nhận cơ thể của mình, chúng ta thấy được những đặc điểm cơ thể của mình. Thì chúng ta sẽ nhận biết được rằng là cơ thể của chúng ta đang ở trạng thái âm hay là trạng thái dương để chúng ta điều chỉnh chứ không phải là chúng ta đợi đến lúc mà bệnh tật chúng ta đã nảy sinh rồi chúng ta mới điều trị thì lúc đó cái khả năng mà chúng ta xử lý bệnh tật đó nó sẽ lâu hơn mình đang nói về nguyên lý âm dương và thực dưỡng theo góc độ y học và chữa bệnh còn nguyên lý âm dương thực dưỡng nó cũng rất là tốt cho cơ thể của chúng ta theo góc độ là tạo nên cái sự may mắn và cái điều này thì mình sẽ nói ở trong những bài tiếp theo với các bạn khi mà chúng ta nhận biết được là cơ thể chúng ta là âm hay dương thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng thức ăn ví dụ như là cơ thể chúng ta đang âm thì chúng ta sẽ sử dụng những thức ăn có tính dương hóa nhiều hơn còn cơ thể chúng ta đang dương chúng ta đang bị táo bón Chúng ta đang bị rối loạn giấc ngủ, thậm chí có những đêm thì mất ngủ trắng, muốn ngủ lại không được, chúng ta bị rối loạn giấc ngủ như vậy. Thì chúng ta cần phải ăn những thực phẩm có tính âm nhiều hơn, ví dụ như là ăn rất nhiều các loại rau, giảm thịt, ăn nhiều những cái ngũ cốc để cho cơ thể chúng ta được quân bình trở lại. Nguyên lý âm dương nó còn một số những cái quy luật mà các bạn cần phải được nắm để âm dương nó không phục vụ mỗi cho việc chữa bệnh mà âm dương nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn và chúng ta hiểu được một cái quy luật của cuộc sống để chúng ta dễ dàng ứng xử hơn, chúng ta giải thích được rất nhiều những cái điều đang diễn ra trong cuộc sống này. Và có một số nguyên lý như sau. Thứ nhất nó là âm hút dương và dương hút âm. Thế ví dụ như là chúng ta trong cái việc chúng ta làm nộm chẳng hạn chúng ta sắt cà rốt dưa leo và chúng ta trộn muối vào thì cà rốt dưa leo thì nó thuộc tính là âm và muối thì nó có tính dương mạnh cho nên là cái nước ở trong cà rốt và dưa leo có thuộc tính âm đó nó sẽ bị muối hút ra ngoài thì đó chính là dương hút âm cái thứ hai là các bạn có thể đọc hoặc là nghiên cứu thì một số những trường ở Nhật Bản người ta tổ chức những cái lớp học mà chỉ có nam giới học với nhau và có những lớp học chỉ có nữ giới học với nhau để người ta tăng cái tính dương của nam giới người Nhật và tăng tính âm của nữ giới và khi chúng ta học pha trộn như vậy thì có những người bị nam giới bị mất dần cái nam tính hoặc là có những người nữ tính thì lại mất dần cái sự nữ tính đó đi. Nguyên lý thứ hai đó là gì? Âm đối âm và dương đối dương. Mình ví dụ trong cái cách đơn giản trong nấu nấu ăn như thế thôi. Đó là với những hạt đậu đỏ, đậu đỏ là thuộc tính rất là dương trong thực phẩm. Đó là một cái loại ngũ cốc có thuộc tính dương. Tuy nhiên là nếu như các bạn cho muối vào để ninh với đậu đỏ ngay từ ban đầu thì đậu đỏ sẽ rất lâu dừ, rất lâu nhuyễn. Do là gì? Đặc tính đậu đỏ là đặc tính dương. Muối có đặc tính dương. Và dương đối dương. Cho nên là bạn ninh cái đậu đỏ đó rất lâu nhừ. Đấy, đó cũng là một cái bí quyết mà chúng ta nấu bếp chúng ta nên lưu ý. Cái thứ ba đó là cực âm thì sinh dương và cực dương thì sinh âm. ví dụ như thế này. Uống cà phê vào ngày trời nóng thì rất dễ mất ngủ. Do cà phê thì lại là mang thuộc tính âm. Nhưng mất ngủ thì nó lại là thuộc tính dương. Thế cho nên là khi mà chúng ta uống cà phê vào ngày đó thì cực âm của cà phê nó sẽ chuyển thành cực dương. Dẫn tới là làm cho cơ thể chúng ta dương tức là chuyển thành thuộc tính dương và chúng ta dễ bị mất ngủ. Hoặc thứ hai ấy, là chúng ta biết được rằng ở những vùng khí hậu lạnh như ở vùng Tây Tạng do là khí hậu rất là lạnh cho nên nó là cực âm. Cực âm sinh dương cho nên là sinh ra nhiều đàn ông hơn sói phụ nữ. Cho nên ở cái vùng đó ấy, thì cái chế độ mẫu hệ nó vẫn còn tồn tại là một người phụ nữ lấy nhiều chồng không hẳn là phong tục tập quán nữa mà nó là do cái điều kiện ở đó cái nam giới có số lượng nhiều hơn so với nữ giới cái điều thứ tư ấy, đó là không có gì tuyệt đối dương và không có gì tuyệt đối âm mình ví dụ này những người mà ra đường càng hay cười thì càng dễ khóc cười thì nó là thuộc tính dương nhưng khóc là thuộc tính âm cho nên là càng hay cười thì càng dễ khóc và chúng ta thấy được rằng là những người mà càng hiền lành thì càng cục xúc hiền lành thì nó là thuộc tính âm nhưng cục xúc thì nó lại thuộc tính dương cho nên là đừng thấy ông nào mà càng hiền ý. mà đừng để hiền quá nạt nộ người ta quá để người ta cục xúc lên thì người ta cục hơn so với những người bình thường và cái mức độ nguy hiểm của việc cục xúc đó nó lớn hơn rất nhiều càng ít nói càng hiền lành thì càng cục xúc những cái người nào biết lắng nghe Tức là người ta chỉ ngồi nghe thôi Người ta ít nói Thì cái tỷ lệ Mà chúng ta dẫn tới Là cái việc âm tính nó xảy ra đó Bị lừa thì nó tỷ lệ thấp hơn Càng nói nhiều càng thể hiện Thì tỷ lệ bị lừa nó lại càng cao Các bạn thử ngẫm mà xem Và trong tình yêu cũng vậy Khi mà Đôi nào đó Cứ thể hiện là càng mặn nồng Càng hạnh phúc càng khoe với xã hội ra là chúng ta đang yêu nhau thắm thiết và không thể tách rời. Thì cái ngày tách rời đó là cái ngày mà cận kề nhất. Mình ví dụ tại sao như thế này? Bởi vì khi chúng ta càng yêu quá thì sinh ra ghen tuông. Thì yêu nó là cái cảm xúc dương. Nhưng ghen tuông thì nó lại là sinh ra là cảm xúc âm. Càng yêu nhiều thì càng ghen nhiều. Và chúng ta thấy rằng là đôi khi có những cặp vợ chồng người ta cưới nhau ấy không hẳn là vì người ta quá yêu nhau. Người ta cưới nhau vì sự phù hợp, vì sự bù đắp. Thì người ta lại sống với nhau lại đến trọn cuộc đời. Bài ngày hôm nay thì mình có nói với các bạn về nguồn gốc của thực dưỡng. Cái nguyên lý của thực dưỡng đó là nguyên lý âm dương. Và những cái nguyên tắc của âm dương trong cuộc sống hàng ngày. Tức là thực dưỡng và âm dương chúng ta hiểu không những giúp chúng ta về vấn đề là phòng ngừa bệnh tật một cách tốt nhất. Mà chúng ta hiểu được rằng cái quy luật của cuộc đời này và mọi điều nó đều được giải thích thông qua nguyên lý âm dương. Và trong bài tiếp theo thì mình sẽ nói sâu hơn, kỹ hơn về cái việc vận dụng nguyên lý âm dương trong ăn uống như thế nào để đảm bảo sức khỏe và chúng ta lựa chọn thực phẩm nấu ăn như thế nào cho tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.